Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 2, trả lời câu hỏi của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc bác sĩ Dỏm Nguyễn Quốc Khiêm từng theo học tại trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định niên khóa 2016-2018 hay không, tiến sĩ Bùi Quang Trung, hiệu trưởng trường cho biết đây là một thông tin trật lất. Ông Trung cho biết, thời điểm đó trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định chưa đổi tên, trước đây là trường Trung cấp Phương Đông, thành lập năm 2004, được nâng cấp lên cao đẳng hồi tháng 6-2015. Đến tháng 2-2017 mới được đổi tên thành trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định. Qua rà soát, không có tên sinh viên Khiêm như báo chí thông tin đã học tại trường Trung cấp Phương Đông hay trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định. Trước đó, khi trao đổi với phóng viên, Khiêm từng cho rằng mình học trường Hồng Bàng, học y tại trường Đại học Y Dược nhưng đều không đúng sự thật. Theo tìm hiểu của phóng viên, Nguyễn Quốc Khiêm từng học trường Trung cấp Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hồ sơ của trường Trung cấp Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh có bảng điểm thể hiện quá trình học tập của Nguyễn Quốc Khiêm. Sinh ngày 12 tháng 5 1998, quê Ninh Thuận, học lớp 16TISA, niên khóa 2016-2018, ngành học y sĩ. Từ tháng 5 2017, Khiêm không còn quay lại trường học nữa và không rõ lý do. Người này được cho là làm đơn xin đóng chậm học phí rồi ngưng việc học. Theo bảng điểm, học kỳ 1 từ năm 2016 đến năm 2017, Khiêm học và thi đều ở các môn. Trong thi lần 1 chỉ có điểm quốc phòng, an ninh đạt dưới 5. Học kỳ 2 2016 đến 2017, Khiêm đạt điểm 4 môn dược lý và phải thi lại 2 lần được 6 điểm. Hai học kỳ từ năm 2017 đến 2018, Khiêm chỉ tham gia thi ở 3 môn với số điểm lần lượt là 8 môn bệnh nội khoa, 8 thực tập lâm sàng và 7 phục hồi chức năng. Các môn còn lại là đều không tham gia thi và bị đánh không điểm tổng kết môn. Thực tế, Khiêm chỉ học 1 năm rồi nghỉ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về philo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.